giác mình đầu tiên vô mình phải phân biệt được cái cấu trúc bình thường của một cái giác. Thì các bạn thấy như thế trên hình đó là một cấu trúc bình thường của một cái giác, nó bao gồm thứ nhất là lớp tế bào biểu mô của cái giác ở ngoài này nó có một tiếng là đó là các biểu mô trụ, khi các bạn vẽ hình là vẽ hình trụ nha. Còn bên trong là cái mảng màu hồng này chúng ta có chỗ đó chính là keo giác. Cái chức năng của keo giác này thì bản chất của nó là tiêu thụ protein, chức năng của nó là giữ chữ T3 T4 để cơ thi cơ thể tạo nha. Thì mấy cái tế bào biểu mô tuyến giáp này nè nó sẽ hấp thu keo giác này vô và nó sẽ tách T3 ra khỏi cái protein heo để chúng ta có cơ thể. Thì chức năng của keo giác là giữ chữ T3 T4. Đầu tiên mình là cái tiêu giác tăng cấp. Thì mục tiêu các bạn sẽ thấy được hai mục tiêu. Cái thứ nhất là cái nang lành tính, tức là cái nang giáp có dạng như thế này, là cái nang giáp bình thường của nó. Và cái thứ hai bạn thấy được cái cấu trúc nang giả lao, đây là cấu trúc rất đặc biệt, bao gồm đại bào lạc nang, thói bào và liên khu bào. Nó giống như là bên lao của mình vậy đó, nhưng chỉ có một cái đặc điểm đặc biệt mà thằng này nó không có, đó chính là chất hoại tử bã đậu. Không có chất hoại tử bã đậu các bạn, đặc biệt của nó là không có chất hoại tử bã đậu. Vô thi các bạn ghi chúng có chất hoại tử bã đậu đó là cái mục tiêu đó. Như các bạn thấy đây là một cấu trúc giả lao các bạn. Cái con đây là con nhiễm bạc, cái đỏ này nè, và con này còn những cái cấu trúc hồng hồng này đó chính là các keo giáp các bạn, đừng có lộn với cái bộ đầu nha, đó là keo giáp, đó là một mảng không bị tôn. Còn bên kia chúng ta tới đầu thì nó có khi nó mở ra một mảng nó khác với bên đó. Nếu vô thi mà có cái keo giáp mà mình cứ ghi vô keo giáp có là bạn phải ghi là như ghi là nang giáp này, keo giáp là tế bào biểu mô tuyến giáp. Thì khi nhìn vô cái bài của bạn thì người ta thì bạn đang nói về cái cấu trúc của tuyến giáp, rồi xong bạn đi xuống một số cái cấu trúc mà nang giả lao rồi là bạn ăn có bao gì đó, rồi xong bạn kết luận bệnh ở dưới là viêm tuyến giáp tăng cấp. Thì như vậy thì nó sẽ theo cái quy trình của bạn. Đó là mục tiêu của cái bài viêm giáp tăng cấp của mình, là bạn vô thứ nhất là nhìn thấy được cái keo giáp để các bạn biết được nó là lành của tuyến giáp. Cái thứ hai là các bạn tìm được cái cấu trúc nang giả lao, cái này gồm đại bào lạc nang có bao nhiêu bào gì đó. Thì các bạn đủ hai cái này và các bạn nó là làm viêm giáp tăng cấp. Tiếp theo là viêm giáp Hashimoto. Mục tiêu của nó cấu trúc thì các bạn phải tìm thấy được cái nang lympho. Cái thứ hai là nang giáp, là hai cái cấu trúc của nó. Về mặt tế bào, khi các bạn thấy được cái nang lympho thì tất nhiên các bạn sẽ thấy được cái đám đó là lympho vô bào thứ nhất. Cái thứ hai là các tế bào hạch khô. Bản chất của những tế bào này nó chính là những tế bào biểu mô tuyến giáp, nhưng mà nó bị biến đổi và tạo thành các tế bào có nhân tăng sắc vào tương tự axit, tức là nhân của nó to sáng màu và bào tương của nó có màu hồng phớt rất là nhẹ. Trong khi đó cái biểu mô tuyến giáp bình thường thì nhân màu tím, dịch cái bào tương của nó vẫn có màu hồng tím. Đây các bạn, đây là của viêm giáp Hashimoto. À, nhìn vô rất là dễ phân biệt cái thằng viêm giáp tăng cấp này. Thứ nhất vô nam này thì các bạn sẽ thấy được thứ nhất thấy các cái nang giáp. Để bạn quy cho nó là nam này là của cơ quan là tuyến giáp. Tiếp theo bạn nhìn ngay cái mấy các phần mô niệm bạn sẽ thấy các nang lympho nó có rất là nhiều xung quanh cái mô niệm của xen kẽ những cái tuyến giáp này. Thì bạn kết luận nam này là viêm giáp Hashimoto. Và đặc biệt cái con mà tế bào hạch khô thì mấy bạn chú ý tới những chỗ mà nang lympho, bạn cứ dùng vật kính 40 lên ở chỗ nang lympho ngoài rìa nang lympho. Thường những cái tế bào hạch khô này nó sẽ tập trung ở gần cái ngoài rìa nang lympho. Đây tế bào hạch khô, đây là một tế bào hạch khô, nhân của nó sáng màu
như này và đám tế bào biểu mô như này, so về kích thước và màu sắc nó rất là khác nhau. Nhưng mà thường trên lab của mình, các bạn chỉ cần thấy cái nang giáp với cái thận lympho là thấy bạn kết tượng nó như thế này thôi, và còn cái tế bào lympho thì không cần thiết phải xác định được đó. Và từ mình là cái u lành duy nhất giác nang, thì cái mục tiêu của nó là cái tìm được cái cấu trúc túi tuyến sàn động chứa nhiều keo giáp, các tế bào biểu mô thành khối thấp hoặc dẹp. Ở lớp bạn học và cái làm mấy tiếng vú rồi thôi. Tiếng vú học chưa? Thì cái này nó cũng giống như cái bệnh sợ học bên tiếng vú gì đó. Khi bệnh sợ cái tiếng vú thì các bạn sẽ có tiếng vú nó dạng to, thì tế bào biểu mô chặt dẹp. Thì bên cái u lành duy nhất giác nang này nó cũng vậy, nang giáp nó dạng to thì tế bào biểu mô của nó bị chặt dẹp, tương tự nhau. Vậy tốt đây, đây là các nang giáp bình thường, và đây là các nang giáp trục rộng. Đến cái khoảng trắng này đó bạn, cái khoảng trắng trắng này nó nằm sát gần cái tế bào biểu mô á, nhưng cái khoảng trắng này người ta gọi nó là các không bào thu. Là chức năng của nó là khi cái tế bào biểu mô tiếp giáp tạo các không bào này là để hấp thu các giáp ngược vào trong tế bào để nó tổng hợp ra tế bào biểu mô. Thì nói luôn là trong cái thông báo tôi nè, trong một số bệnh mà những bạn thấy trên lâm sàng người ta chụp ống tượng giáp gì đó, thì trên cái lam dạo của bệnh của mình, trên các nang giáp này, các bạn sẽ thấy rất là nhiều các thông báo tù. Nhiều khi nó tạo thành nguyên một cái dòng trắng ở xung quanh biểu mô luôn, đó là những tượng giáp. Còn trong nhược giáp thì nó giống như cái nang này như nè, nó không hề có bất kỳ một thông báo tù nào hết. Thì đó là hình ảnh của nhược giáp. Phần thể của mình là carcinoma tuyến giáp dạng nhú. Đây là một cái ung thư xuất phát từ tế bào biểu mô của nang giáp. Mục tiêu của các bạn là tìm được các tế bào ung thư có nhân sáng, nhân kia. Bạn ghi cái mục tiêu 1 này lại nha, là tế bào ung thư có nhân sáng hình bầu dục chồng chất lên nhau. Hai chấm chia ra hai dạng, đó là tế bào nhân kia và tế bào giảm thể bùi. Mục tiêu thứ hai là thấy được các tân sinh tạo vú của nhánh, cấu trúc liên kết mạch máu, và cuối cùng là thể spamoma. Mỗi chữ N các bạn, spamoma, chữ N như vậy nha. Cái carcinoma tuyến giáp dạng nhú, tôi ra các bạn sẽ nhìn thấy rất dễ, đây là hình dạng của carcinoma tuyến giáp dạng nhú. Bạn thấy các nhánh của cái nhánh này nó nhô ra, nó giống như là một cái cành cây dương sĩ gì đó. Thì đặc điểm của carcinoma tuyến giáp dạng nhú nên tất cả các lăng nó đều như thế này, đó chính là các thể spamoma. Bản chất của các thể spamoma này là đạt mạch máu tân sinh, nó nằm ở trong lòng của các nhú, và khi nó bị dâu hóa cái thành của mạch máu nó sẽ tạo nên các thể spamoma này. Các bạn thấy ở đây, ở khúc này thấy cái dòng này các bạn, nhỏ này nè, ở trong nó có một hai hàng cầu. Thì cái nhỏ nhỏ này, ở cái nhỏ này người ta gọi đó là cấu trúc mạch máu tân sinh. Những mạch máu tân sinh thì nó nằm luôn nằm bên trong cái túi nè. Thì khi những cái mạch máu tân sinh này nó bị vô hóa thành đi, sẽ tạo nên thể spamoma. Này nhớ các bạn, cái tế bào của hàng carcinoma tuyến giáp là nó tròn như một cái hình ảnh này, khi các bạn nhìn vô nè, tưởng tượng nó giống như một ổ gà hay chúng dịch gì đó. Ổ là mỗi cái tế bào của nó là một cái trứng, nó nằm sắp xếp lộn xộn trên nhau. Đó là đặc điểm của cái thằng tế bào carcinoma tuyến giáp. Và khi cái tế bào này người ta sẽ chia làm hai dạng, đó là cái nhân kia và cái tế bào giảm thể bùi. Thì người ta chia nó dựa vào đặc điểm của nhân. Như các bạn thấy ở đây, một tế bào, đây là một nhân tế bào, bên trong của nó có một cái đường rãnh dọc trả
các trung tâm nhân ở đây là như vậy, có các trung tâm nhân ở trung nhân thì người ta gọi đó là gọi là kia. Trong khi đó những tế bào này này nó trong suốt giống như là một chiếc mờ gì đó, không có bất kỳ bản thân nào hết, thì nó là tế bào giả tế bào. Thì trong cái các sinh vật người ta phân loại đó là này.